Các trường community college thường được biết đến là những chọn lựa giá rẻ để có thể học nghề hay lấy bằng 2 năm. Nhưng tuần qua, Community College Board of Governors của tiểu bang California đã chọn ra 15 trường ở khắp tiểu bang để bắt đầu tham gia trong một chương trình mới để thử cấp bằng 4 năm cho các học sinh. Trong năm 100 năm kỷ niệm trường mở cửa, Santa Ana College lại có một tin vui. Trường này là một trong 15 Community College được gia nhập vào chương trình thử cấp bằng 4 năm tại California, trong số hơn 30 nộp đơn. Initially, there was legislation passed through Senate Bill 850 that allowed community colleges to essentially apply for the baccalaureate degree, and ultimately was narrowed down to 15 colleges that have been initially recommended to participate in this, and we were one of the lucky 15. Mỗi trường cộng đồng tham gia sẽ được cấp bằng cử nhân trong một môn mà hiện không có tại các đại học 4 năm trong tiểu bang. Tại quận Cam, trường Cypress sẽ có bằng Mortuary Science, và trường Santa Ana sẽ có bằng Occupational Therapy. Tại Los Angeles thì trường West Los Angeles sẽ có bằng Dental Hygiene và trường Santa Monica sẽ có Interaction Design. Phó giám đốc của Academic Affairs tại trường Santa Ana College, Omar Torres, giải thích vì sao trường sẽ cấp bằng cho ngành trị liệu vật lý. Currently, a bachelor's in occupational therapy assistant does not exist at the bachelor's level at either one of those two institutions. And so what we were deciding to do was, based on the fact that we have a highly successful occupational therapy assistant program, it just made sense for the college to continue to pursue that as an avenue for our students. Hai sinh viên hiện trong chương trình phụ tá trị liệu vật lý 2 năm của trường nói rằng chương trình học rất hữu dụng, bao gồm nhiều cơ hội thực tập. Right now I'm in my third semester, and so this semester is more hands-on, so we're going to just start our field work and kind of getting more into everything that we've been learning and practicing the past two semesters. It's a wanted and needed field. There's a lot of opportunity, and it's so diverse in everything you do. And everything I've learned here has been so hands-on and so much more than I actually expected. Cả hai cũng đều nói rằng chương trình này là một chọn lựa tiện lợi và vừa túi tiền. Is there a reason why you chose Santa Ana College over other places you could have gone? Sacramento City College is a little bit too far. So I live in Newport, so it was convenient for me to come here. And of course, the cost of this school is a lot more affordable than USC or Dominguez Hills. $100,000 debt wasn't very inspiring to go and do. And this is very centrally located for me as well. I live in Lake Forest. It just seemed like the best fit, the best value for my money. Theo Kristen, thì tiêu chuẩn học vấn cô có được ở đây không thua kém những trường đại học 4 năm đắt giá. Do you feel like you're getting the same level of education you would be at a four-year university? Definitely a lot of our instructors actually graduated from other programs, and they're just very, they just have so much knowledge behind them, and they've worked in the field for so long, so it's definitely just learning from them. We've taken a lot already. Omar nói rằng những chi tiết như tạo ra chương trình giảng dạy còn đang trong giai đoạn kế hoạch. Nhưng theo dự tính, Santa Ana College sẽ bắt đầu chương trình bằng cử nhân trong khóa học mùa thu năm 2017. We're required to get approval from the accrediting agency, which we don't foresee any problems with that. And then we'll start developing the curriculum, and our hope is to have the classes in place for the first cohort to enter beginning in fall 2017. Hai học sinh trong ngành OT đều nghĩ rằng cung cấp bằng cử nhân tại đây có giá trị về mặt học vấn và sẽ thu hút nhiều học sinh đến trường hơn nữa. There's a lot of people right now that currently don't have a bachelor's, and so I think to add that to our program is just going to bring more people into Santa Ana College, and with the cost of state schools right now is so expensive, it's definitely a great opportunity for a lot of students. I think it's a great idea because I think that it allows students to come more, to develop and to grow more, to become more professional in their learning and understand what it takes to be really reliable and responsible. And I think that it's really so much work to do this program that it's a shame it's not already available. Would you be interested in coming back and maybe getting that bachelor's? It's a possibility. Theo luật cho phép, những lớp căn bản của môn chuyên khoa, hay gọi là lower division classes, sẽ vẫn có giá $46 một unit. Còn những lớp cao hơn hay upper division classes sẽ tính thêm $84, nghĩa là $130 một unit. Khi tính sơ qua, bằng cử nhân tại trường cộng đồng sẽ tốn 10.000 Mỹ Kim, vẫn rẻ hơn gấp mấy lần những trường đại học 4 năm.
Hiện giờ, có 21 tiểu bang có Community College cấp bằng cử nhân. California sẽ thử cấp bằng cử nhân từ năm 2017 đến năm 2023, tức là khoảng 6 năm. Omar rất lạc quan về sự thành công của cải tổ này trong tương lai dài. It may be too early to tell, but in your opinion, what are the prospects for carrying on this program long-term permanently at community colleges across California? It's really going to be up to the legislature if they want to continue to offer this program beyond the 2022-2023 academic school year. My prediction is I think this is going to be a huge success. Còn khoảng 2 năm nữa thì các community college tại tiểu bang California phải bắt đầu cấp bằng 4 năm. Nhưng những học sinh nào có hứng thú thì có thể lấy những lớp căn bản ngay bây giờ. Còn riêng cho chương trình trị liệu vật lý của Santa Ana College thì các học sinh có thể lên trang mạng sac.edu để tìm thêm chi tiết. Trở lại với Thanh Tâm và Khoa Cát trong studio.